Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa xác nhận lại có thêm một nữ bệnh nhân 36 tuổi tử vong vì sốt xuất huyết ở tại Hà Nội. Như vậy là đến thời điểm này thì Hà Nội đã có 6 trường hợp tử vong sau khi bị muỗi đốt. Theo đó thì bệnh nhân nữ mới tử vong 36 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội, nhập viện ngày 23 tháng 6 trong tình trạng sốt cao, đau tức hạ sườn và bị sốc. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được xác định là mắc sốt xuất huyết. Dù sau nhiều ngày được điều trị tích cực nhưng tình trạng ngày càng diễn biến nặng hơn. Để duy trì sự sống cho người bệnh, phía bệnh viện đã tiến hành chạy thận, lọc máu liên tục. Tuy nhiên do bị suy đa tạng nên bệnh nhân đã qua đời vào chiều qua mùng 7 tháng 8. Như vậy là tới thời điểm hiện tại thì quận Hoàng Mai đã ghi nhận tới 2 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết và là nơi dịch bệnh bùng phát mạnh nhất. Trong tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận thêm hơn 2.745 trường hợp mắc sốt xuất huyết mới. Số ca mắc tập trung chủ yếu ở các quận nội thành đông dân cư.